kem chống nắng Dabo là sản phẩm đến từ Hàn Quốc được nhiều chị ưa chuộng, lý do là vì bạn dễ dàng tìm thấy em này trong các siêu thị với giá thành khá rẻ. Hãy cùng review với Delice về em kem chống nắng này nhé. Y thông tin về kem chống nắng Dabo. Dabo là thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn Nexen của Hàn Quốc. Mặc dù công ty có nhiều loại khu công nghiệp nhưng nhìn chung các sản phẩm đều được đánh giá cao bởi kết cấu lỏng, thẩm thấu nhanh, dễ sử dụng và đặc biệt an toàn với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm nhất. Điểm khác biệt tạo nên ưu điểm nổi bật của Dabo đó chính là thành phần sản phẩm hầu hết đều được chiết xuất tự nhiên. Nhờ thế, đem lại sự an toàn tuyệt đối cho da và không lo ngại tình trạng da bị tổn thương hay kích ứng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có giá mềm, phù hợp với đa số người dùng, nhất là sinh viên và học sinh. Nói cách khác, đây là top kem chống nắng giá rẻ tốt nhất hiện nay. 2. Review kem chống nắng Dabo có tốt không? Khu công nghiệp Dabo có 3 dòng là Dabo White Sunblock Cream, làm trắng, bản phổ biến nhất, Dabo Tone Up Base Sun Cream, nâng tôn da. Thay cho kem lót kem nền, Dabo Aloe Stem Rich chuyên dưỡng ẩm, phục hồi, chỉ số chống nắng của cả 3 dòng này khá ổn. SPF 50 có thể ngăn đến 98% UVB3 cũng là một chỉ số chống nắng tốt, tuy nhiên mình vẫn thích những dòng có 3 hơn. Một đặc điểm chung nữa của 3 sản phẩm là chứa nhiều chiết xuất tốt cho da, ngoài ra, lớp finish lên tôn. Có thể sử dụng thay cho các loại kem làm trắng cũng là một điểm cộng. Một kem chống nắng Dabo White Sunblock Cream SPF 50 1.1 thành phần, dòng này sử dụng hai hoạt chất chống nắng là Octinoxate và Titanium Dioxide. Octinoxate là một trong 4 hoạt chất chống UVB tối ưu nhất. Trong khi đó, TiO2 là hoạt chất chống nắng vật lý quen thuộc với khả năng chống nắng đồng đều toàn giải sóng. Octinoxate kém bền vững còn TiO2 khá bền, ngoài ra TiO2 có thể làm ổn định Octinoxate, dòng này còn chứa chiết xuất lá cây nha đam, rễ cây nhân sâm, chiết xuất dâu tằm và collagen, 4 thành phần này được bổ sung với tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và dưỡng ẩm cho làn da, đặc biệt chiết xuất dâu tằm có khả năng ức chế tyrosinase. Thường được dùng để làm trắng và đều màu da, làm mờ các đốm đen trên da. 1.2 công dụng. Với các thành phần trên, sản phẩm có công dụng tạo lớp màng bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng trong nhiều giờ, giảm tình trạng lão hóa da do tia UV, giúp dưỡng ẩm da, kiểm soát bã nhờn trên da. 1.3 đánh giá, em ấy có chất kem lỏng nên dễ tán và thẩm thấu vào da nhanh, lớp finish khô và thông thoáng. Tuy nhiên vẫn có cảm giác hơi bí da, điểm trừ của em là làm lên tôn da kha khá nên mình phải bôi trước tầm 30 phút để da đỡ lệch tôn quá. Khả năng kiềm dầu của dòng này chỉ ở mức trung bình, những bạn da dầu, hỗn hợp có thể sẽ không ưng lắm. Nếu bạn sở hữu làn da dầu mụn đỏng đảnh, bạn có thể kem chống nắng Holy Grail của mình tại bài viết này. Cuối cùng, dòng này không có kháng nước, do vậy, nếu bạn hoạt động liên tục ngoài trời thì nên tìm một sản phẩm kháng nước, chống trôi như kem chống nắng Anessa hay kem chống nắng Shiseido. Nếu dùng Dabo rất có thể kem sẽ trôi theo mồ hôi, tạo vệt loang lổ trên mặt. Tổng quan, ưu điểm, kem dễ tán đều, lớp finish khô thông thoáng, thành phần tự nhiên nên an toàn cho da, phù hợp da khô và da hỗn hợp thiên khô, giá mềm. Nhược điểm, lớp finish lên tôn kha khá, kem không kháng nước, dễ trôi khi có mồ hôi. Khả năng kiềm dầu trung bình, 2 kem chống nắng Dabo Tone Up Base Sun Cream SPF 53, 2.1 thành phần. Chỉ số chống nắng tương tự như dòng trên SPF 50 và 3, đây là chỉ số chống nắng khá ổn. Dòng này cũng được bổ sung collagen, chiết xuất lô hội và dâu tằm giúp dưỡng ẩm cho da, ngăn chặn sự lão hóa, mang đến làn da trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh. Alangtoan cũng được bổ sung vào thành phần. Đây là chất chống oxy hóa, có khả năng làm dịu, kháng viêm, tái tạo và bảo vệ da, và đặc biệt là không gây mụn, kích ứng. Trong công thức ta còn thấy sự xuất hiện của Arbutin. Arbutin được ưu ái gọi là thần dược kích trắng với khả năng làm trắng da và chống lão hóa tuyệt vời. Cuối cùng là Betaine với khả năng kháng viêm, chống lão hóa và làm sáng da. Betaine tương thích khá tốt với làn da, giúp giảm kích ứng và cho bạn cảm giác mềm mại khi sử dụng. 2.2 công dụng, khu công nghiệp Dabo Tone Up có tác dụng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước tác hại của tia UV, thành phần an toàn, không gây kích ứng da, cung cấp dưỡng ẩm cho da, giúp da sáng dần và mịn màng, ngăn chặn sự oxy hóa bề mặt da. 2.3 đánh giá, sản phẩm có texture dạng sữa đặc ngả màu xanh lá, kem khó tán đều nhưng khi apply xong không có tình trạng nhờn rít. Do là dòng tôn nắp nên không lạ gì khi lớp finish bị nâng tôn đáng kể, do vậy bạn nào da ngăm có thể sẽ thích em này và dùng kem chống nắng thay cho kem nền.
kem lót. Tuy nhiên, bạn nhớ bôi kem cả phần cổ, vừa để bảo vệ vừa để không lệch tôn. Khả năng kháng nước và kiểm soát nhờn hiệu quả, đánh giá ưu điểm, thành phần tự nhiên lành tính. Bảo vệ da hiệu quả trước tia UV, dùng làm lớp nền che khuyết điểm, khả năng kháng nước tốt nên không sợ trôi kem khi mặt đổ mồ hôi. Kiểm soát nhờn hiệu quả, giá mềm, nhược điểm, kem khó tán đều, độ bám không cao. 3. Kem chống nắng Double Aloe Stem Rich SPF 53, lô hội 3.1. Thành phần và công dụng, dòng này cũng chứa chiết xuất lô hội, cây dâu tằm trắng và collagen. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa tế bào gốc, chúng có tác dụng sửa chữa, tái tạo những tổn thương bằng cách chúng xây dựng mô lành mạnh để thay thế. Chiết xuất trà xanh cũng được tìm thấy. Đây là chất có khả năng chống oxy hóa rất cao, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do gây hại thêm nữa. Chiết xuất trà xanh còn có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, rất tốt cho da mụn với các thành phần trên. Khu công nghiệp Double Aloe, lô hội có công dụng tạo lớp màng chắn tia UV hiệu quả, giúp bảo vệ da, tăng cường độ ẩm cho da, giảm tình trạng đen sạm, nám do ánh nắng mặt trời, dưỡng da trắng sáng, mịn màng, ngăn ngừa tình trạng oxy hóa, lão hóa da. 3.2. Đánh giá cảm nhận đầu tiên khi dùng dòng Double lô hội này là chất kem không quá đặc, dễ tán và lớp finish mát lạnh, mềm mướt, không nhờn dít, giống hai dòng trên, dòng này cũng lên tôn kha khá. Kem chứa thành phần dưỡng ẩm cao nên giảm cảm giác bị rát hay nóng mặt khi tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra, mình thấy em này có độ bám không tốt, dễ bị trôi, do vậy, bạn nên nhớ cần reapply một lần trong ngày nếu ít tiếp xúc với nắng. 2 giờ một lần nếu hay tiếp xúc, như vậy mới đảm bảo khả năng bảo vệ da của sản phẩm. Tổng kết ưu điểm, thành phần lành tính, an toàn cho da, kem dễ tán, lớp finish mát lạnh, mềm và không zip, giúp bảo vệ da dưới nắng hiệu quả, dưỡng ẩm cho da tốt, giá mềm. Nhược điểm, lớp finish lên tôn kha khá, dễ bị lộ kem, độ bám chưa cao, khả năng kiềm dầu trung bình. 3. Mua kem chống nắng Double ở đâu, giá bao nhiêu tiền, là sản phẩm bình dân và có nhiều nơi bán nên bạn dễ dàng tìm mua khu công nghiệp Double ở các siêu thị gần nhà. Các shop mỹ phẩm sách tay đồ Hàn cũng là một gợi ý cho bạn. Ngoài ra, các trang bán hàng trực tuyến như Sendo, Shopee, Tiki, Lotte, Lazada cũng có sản phẩm này để bạn tham khảo. Giá thành của mỗi loại ở các nơi bán sẽ có chút chênh lệch. Tuy nhiên, nhìn chung, giá sản phẩm dao động tầm trên 100.000 đồng cho mỗi tuýp kem chống nắng. Trên đây là review kem chống nắng Double. Nếu bạn đã từng trải nghiệm sản phẩm, hãy review lại với chúng mình qua comment nhé. Link mua sản phẩm kem chống nắng Double mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.